là đường cao đại đây sẽ rẽ rẽ vào ở phía bên tay trái. Ồ cái gì mà mưa đông quá vậy ta, không biết gì mà mưa đông quá trời. Ở đây là có một cái hẻm nha, cái hẻm đó để ngay trước đó là chùa Thiện Mỹ, ở trong đây là cái chợ đó, chợ. Bây giờ là 10:50 rồi nha, gần trưa rồi, còn một tiếng nữa là trưa rồi, chợ cũng vắng bớt đi do là người ta đã mua đồ hết rồi đó, nên là giờ này thì cũng còn một số ít người mua. Có bán bún mắm, bún Thái 55.000 tô, phải chịu bún Thái. Bán bánh xèo nữa nha, cho đây bán đoàn cũng nhiều, tàu củ nè, khoai lang, khoai mì, khoai từ, bánh, các loại bánh ăn vặt, dề dép nè, rau củ quả, nhiều lắm, trái cây nữa, có trái cây luôn, trái cây thấy khá nhiều. Đồ chơi cho con nít quá trời, rau củ, có mấy chỗ bán đồ ăn nữa đó. Xong rồi, ở đây là chung cư chợ quán nè, chung cư chợ quán buổi trưa trưa nha. Dưới hiên của chung cư đó, có nhiều người bán con, con gà, con gì từ lưu học dưa, tài lê học me luôn. Ở đây có bán hạt chia chia, chia chia, hạt chia, chung cư, bánh nước 25k, bộ bán bánh nước 25k. Ở đây là mấy quán cà phê nè, nó dọc ở dưới mấy cái hiên chung cư đó là quán cà phê, yên bình thiệt á. Nghe tiếng chim hót ríu rít luôn. Phía đằng trước là lô C, còn mấy lô kia thì mình không để ý, nên là không biết là lô gì. Đó, công an quán cà phê không? Có mấy người bán vé số dạo trên đó. Ở chợ đó không? Chợ dọc theo chung cư nha. Phở bò, chú phát. Yên bình thiệt luôn á. Ở dưới mấy cái hiên chung cư á, thấy nó yên bình á. Đã hết rồi, bây giờ sẽ vòng ra đường Võ Văn Kiệt thôi. Ở đây có một cái tiệm tóc nữa nè, trong mấy cái đoạn đường hẻm mọc ra là đường Võ Văn Kiệt.